Rồi giờ em có thể mời anh về gia đình chị nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em cũng được. Chị gái cho em cho phép em về không? Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dạ, cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán. Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là đó là biết không lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bởi em cũng là tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn ở Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi thôi, bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau. Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bà làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1.5 năm hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nên đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chút xíu. Chào nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi. Kém hả? Kém được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. Với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm em sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Gì sống rất nhiều người? Không, ý là sống với nhiều rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao? Câu này nó nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu gì? Hửi là... hửi là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thì nhạc tụi em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện được trung thủy như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Dạ. Quá đơn giản. Ai cũng trung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không trung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị.
chị ruột ha. Dạ chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Là xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bảnh và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. Dạ chị thấy em dễ tương lai này, thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt ạ. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Là gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý, anh rất là bịch chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình, nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ cho anh ạ. Wow. Cáp rồi. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? Dạ khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tre hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn ha anh? Đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống là ở đây luôn? Chắc chắn. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về nhà Bến Tre đi, em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. Từng về hả? Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Hỏi kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi tôi đi được. Về liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Bến Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, tụi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không, và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không, em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi, nói cho bạn gái biết đi. Em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà, mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe, giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói. Chắc phải tay nắm tay em để cảm nhận được, được không? Dạ được. Hai tay, không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. Hát, thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm
khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì mê em. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái chuyện của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà cậu suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Vâng. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, em cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm dáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi, thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người mà ta tưởng nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng em quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện cái gì lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện gì lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMT, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMT, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hơi gần đất, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi.
Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa manh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này nè cưng. Qua đây, qua đi luôn. Hey. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Không để ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là, đứng vậy? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy... Thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không đồng ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó. Tôi nóng thôi. Tính. Ngồi sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, để coi cái số sau này là nhà trai có chuột lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi, làm như vậy. Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Mình là Thúy Kiều, hãy cho mình trên Speakable nha. Có một bé trai 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi. Con lớn dữ ta. Có một cháu gái 19 tuổi. Con gái theo mẹ luôn. Sống một mình thầy trọ. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À quên lộn nhà rồi. Thấy sang bắt quàng làm họ, cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn, cái tôi ban qua. Đó, đúng không? Nhà. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi, mời anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng cái mực rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. À, xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. À, quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Sơn Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn bên đây 2 tuổi, mình có thấy sao không anh? Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2 gì, trai hơn 1. À, dạ gì? Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi, đứng đây cho nó nghe rõ hơn. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá thì im tin nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là ừ, sao thế này thế kia để cái gì á. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm nhưng chế mà tốt. Im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa hay là anh đừng nói nữa. Nói ra nó có thêm chuyện á. À, còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vô vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Khuyết điểm gì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm thôi. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi, nhai kỹ ngo lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung này là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Chào anh Siêu, chị Bạch Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Nói vừa làm chung la lớn rồi mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng không? Thoải mái. Ừ. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mà mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi luôn. Anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Yeah. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Yeah. Hiểu hơn ha. Yeah. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ lúc nóng lên không vui thôi.
với thật lòng. Đừng biết uống rượu nhiều quá. Thôi ơi, đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Ảnh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiết nho nhỏ theo cái tuổi của mình á, cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói. Nói chuyện cũng hơi chậm. Chắc cũng không đổ đâu, vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À, quên lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, thấy sang bắt quay làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn cái tôi ban qua. Đó, đúng không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ à. Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi ra vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi công tác. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Vì em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ anh hiền. Không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi, anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài hết trơn. Lúc trước á thì ảnh lên đây anh sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng á thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Rồi, vậy chắc rồi. Là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa. Để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Đúng rồi, vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Chị nhưng mới mà, nói xong. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ đó, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ nữa thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha. Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi. Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nó không được, hát bài trước đi. Đứng nó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? À. Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương xa vời vời, 20 cưới là bao ơi là thế, đời sống không là bao ơi là bao, đời không lâu là thế ơi, được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Yo. Nên khi yêu ai thì yêu cho tròn lời. Em ơi cưới là bao. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Hay rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Yeah. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu. Thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hèn, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn á, mình không đáp ứng được. Cũng như hay đi ăn uống này kia đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm miếng đi đâu lắm. Thích thì, ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh ví dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó. Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà lạc vát thôi để em xin phép được.
nhưng mà cái này em cũng biết cắt nha, em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái đó là em đi. Trời ơi, khi người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa thì có để yêu thương. Đúng rồi, trời ơi cũng được rồi, cũng hợp với áo này chứ, đẹp quá. Rồi các bạn ơi, mở là mở cho dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mọi. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em có thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng à? Cái màu giống ra, giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Từ xịt xịt đâu đâu? Xịt đâu vô da vậy? Hả? Xịt vô đâu? Nè nè, dán tóc lên, dán tóc lên cho cái đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà ông gãi như này. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó, nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Đầu dán tóc nhẹ nhàng, xịt nhẹ nhàng lên giống như nãy vậy đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng chuộng. Nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Dạ, thí dụ như gặp một người nào đó người ta gây gỗ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ thì mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó, nó là như vậy nha. Đây là quả. Cái đó mình cũng chưa biết. Chắc để cho đi luôn quá. Mình phải chắc để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi được phải rồi. Ít ra anh phải giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ giờ anh hiền quá. Thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á. Vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi, bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh ta cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. 1 2 3. Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á, mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy, nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó khó tìm một người giỏi giang thế này lắm đó nha. Luôn luôn ủng hộ chúng tôi ông mối bà Mai để kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống này. Với cuộc sống hiện đại này rất là nhiều thời gian để chúng ta tất bật mưu sinh, cơm áo gạo tiền, thậm chí có rất nhiều người không có thời gian hẹn hò, thậm chí có rất là nhiều người chưa bao giờ yêu, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối đó để ghép những mảnh ghép đó để tìm tình yêu cho họ. Và ở trong chương trình này đã rất nhiều cặp đôi cưới nhau, yêu nhau, sinh con đẻ cái.
Chúng tôi rất hạnh phúc điều đó và ngày hôm nay vẫn như thế. Ngọc Lan và Linh tiếp tục kết nối những cặp đôi. Bây giờ để xem cặp đôi nào sẽ bấm nút hẹn hò và kết quả ra sao. Quỳnh Linh chưa biết, quý vị chưa biết, Ngọc Lan chưa biết. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Wow. Xin chào. Trời ơi, hoành tráng quá. Đây đây đây, để em nó dựa vô đây. Trời ơi, sao nó bự quá vậy? Nhà trai làm tôi tò mò quá. Rồi. Nhà trai ổn định chưa ạ? Ổn định. Mời nhà gái. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Rồi, nhà trai mình giới thiệu đi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, thân chào thân của em. Chào bạn gái bên kia, cùng toàn thể mọi người. Em rung quá. Rung gì? Thoải mái lên nào. Dạ, em là Đinh Kim Trí. Sinh Dương năm... Kim. Đinh Kim Trí. Đinh Kim Trí. Dạ đúng rồi. Sinh năm 1984, 38 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc. Ở quận mấy? Ở nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là làm, em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online hả? Dạ. À, là sao? Là... Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây nè. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài không được, càng giảm nó càng lên, không hiểu sao. Rồi, Trí sinh năm 84, làm online giảm cân, rồi tài xế xe ở quận 9, hộ khẩu Gò Vấp. Lý dạ. lịch trích ngang nhà trai vậy đó. Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ, và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Em đang là sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em là một nhân viên văn phòng. Rồi, bạn Sâm hả? Dạ đúng rồi. Bạn Sâm 34 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Nhà trai nghe rõ không ạ? Nghe Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm của, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Là sao anh không hiểu? Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Mệnh lệnh này kia ha. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì có lẽ là cái sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu có nổi Trí. Dạ đúng rồi. Thì cái đó nó là cái cơ duyên á. Để em làm được cái công việc hiện tại thứ hai bây giờ. Dạ. Nhưng mà sao mà em nghị lực em hay quá. Anh giảm có 10kg mà giảm hoài nó cứ lên hoài luôn. Không có nghị lực. Nghị lực thì... nào để em giảm tới quá trời ký vậy. Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Trời ơi, nhiều quá. Quá xuất sắc luôn. Nể phục luôn. Nghị lực nào cho anh biết coi. Anh cũng tìm cách giảm coi, cũng chục 20kg coi. Không, cái hoàn cảnh em nó khá đặc biệt. Biệt thì, là sao em? Thì em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em cưới vợ rồi. Dạ, em ở em đã... bao nhiêu năm thì đổ vỡ? 4 năm anh, 4 năm. 4 năm. Dạ, 4 năm. Thì sống được với nhau 4 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Dạ chưa. Mập quá dạ. Có con cũng khó. Dạ đúng rồi. Dạ. 170kg đúng không em? Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Hả? Tật nguyền gì? Chủ quan. Là cũng giống như là tật nguyền là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Đó là sự thật. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được.
Ví dụ boxing hay là chạy bộ chẳng hạn. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Cũng trách ha. Dạ. 170kg lết không à. Dạ đúng rồi. Thành ra không có con, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mà người phụ nữ lấy chồng cũng cần có con đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là nghị lực của em để em giảm cân. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Không chừng chắc tới anh là nào. Mình phải bước qua để mà mình thể hiện cái lòng ngưỡng chim mộ về anh. Nghị lực của bạn này đó. Dạ, chào chị. Dạ. Anh có 10kg dạ. Mà anh giảm hoài không được nè em. Chắc anh phải có nghị lực như em quá. Hay quá. Anh nhưng mà từ 170kg mình giảm xuống thì da mình nó có trùng không anh? Cũng có chứ. Cũng có, dạ đúng rồi, cũng có, đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà nó cũng không qua áo quần thì có thể che được cái khuyết điểm đó. Dạ. Nhưng mà từ từ tập á, thì nó sẽ ấy, nó giảm bớt. Thậm chí là mình đi thẩm mỹ mình cắt da thì không sao. Nhưng dạ, mà mặt mình... anh có cắt không? Dạ không. Không. Thì sao mặt nó đẹp mà, đẹp trai mà. Rồi 170kg rồi chắc mặt bự lắm á. Tất cả những cái hình ảnh đó thì... Dạ, xin mời quý vị hãy đó. Xem lại hình ảnh của anh Trí vào cái thời điểm 170kg ạ. Tăng tăng. Đâu? Dạ, phòng dựng sẽ làm điều đó ạ. Trời đất ơi. Nó khổ vậy nè. Tôi mập tôi biết. Cái gì bự, không cần bự nó cũng bự. Mà cái gì nó muốn bự nó không bự. Ví dụ mấy ngón tay này nữa, càng ngày nó càng teo lại, cái bàn tay nó bự ra vậy nè. Cái tay nó teo teo lại. Mình cầm cái gì nó cũng khó chịu đúng không? Chết rồi, tôi đang trên tinh thần đó. Ăn quá. Chết rồi. No thế coi. Chết rồi, tôi gần bằng ổng rồi ông ơi. Nghị lực để vươn lên. Cảm ơn. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Em mất khoảng tổng các đợt siết xả dữ thì khoảng 2 năm. Quá siết dạ. Xả dữ hả? Dạ. Siết xả dữ là sao? Là, tức là nó không có liên tục anh. À. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhịn ăn á hả? Không. Nó cũng là một phần ăn kiêng. Ừ. Nhưng mà nhịn ăn thì nó cũng phải là nhịn ăn. Thì giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt. Ừ. Chứ không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Yeah. Thì bên bên nữ thì cũng có một cô phun xăm thẩm mỹ. Ừ. Là cổ cũng từ 170kg á, mà cổ giảm xuống còn có hình như nay cổ còn có 50-60kg. Thôi được rồi, biết cái nghị lực đó rồi. Bởi vì không bản lĩnh đàn ông không có. Mình phải xuống cân để có bản lĩnh đàn ông đúng không? Hay quá. Em xin được thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh nha. Thành ra những người đàn ông đang có bản lĩnh đàn ông hãy cố gắng giữ lại bản lĩnh đó, đừng để mất bản lĩnh đàn ông. Còn tôi từ từ nó mất rồi đó. Tôi phải giảm thôi. Tôi qua thăm nhà gái coi sao. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Nãy giờ em nghe nghị lực của anh giảm cân chưa? Thấy không? Dạ. Đấy, người ta giảm cân để có tình yêu. Dạ. À, chủ yếu là như vậy. Anh có những cái sự kiên định của anh ấy. Dạ. À, em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ. Ừ. À, rất là hài hước. Ừ. Và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt. Luôn luôn suy nghĩ tích cực. Dạ. Và luôn luôn đem đến tích cực cho mọi người. Dạ. Vậy là tốt lắm. Dạ. À, em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Thích hả? Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? À, em có 2 mối tình đơn phương với 1 mối tình chính thức. Nhưng mà nó cũng không có kéo dài lâu quá. Ừ. Ừ. Bao lâu? Dạ mối tình chính thức thì khoảng gần 1 năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó... Dạ đúng rồi. Nó nhanh lắm đúng không? Dạ đơn phương. Như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. À. À, nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó, anh nói anh có gia đình rồi 4 năm mà không có con. Dạ. Thì bây giờ coi như anh đã lỡ một con đò rồi đó. Dạ. Em có suy nghĩ gì không? Em nghĩ thì vấn đề đấy cũng không có quá có vấn đề gì hết, em thấy cũng bình thường. Ừ. Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế thôi. Ý chí có rồi đó, thấy không? Dạ. Rồi. Ok. Vậy là được rồi. Tuyệt vời về cái điều đó. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi đó, mình mong muốn cái người bạn
từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá à. Nhưng mà thật ra mình nói cái câu kỳ thị thì nó cũng tội nghiệp cho người kia. Thật ra theo anh đó, nếu anh là người phụ nữ đó mà anh thấy một cái người mà to quá đi cũng được, đứng lên cũng không nổi, thật ra là cả cái tuổi thanh xuân người ta để hy sinh cũng khó em à. Thôi mình cũng đừng trách người ta nha. Em nhận lỗi với em à. Tất cả những ký ức là lỗi của em. Người kia không có lỗi. Thật ra mình cũng hiểu cho người phụ nữ ấy, bởi vì cả cái tuổi thanh xuân của người ta mà bây giờ cũng hy sinh không biết chừng nào em ốm. Đúng hơn là cái với cân nặng đó cũng không có làm tròn cái trách nhiệm của một người chồng đó. Sao làm tròn, đứng lên ngồi xuống đúng không rồi. Nổi mà. Thật ra nếu mà có một người con ấy, thì nó lại khác nữa nha. Chắc chắn người ta cũng sẽ, người phụ nữ sẽ hy sinh vì điều đó. Nhưng bây giờ cũng không có con thì có lẽ thôi không có duyên phận ha. Dạ đúng rồi. Đừng có buồn gì hết. Dạ. Mà chính ra em phải tự hào về con người của em, nghị lực của em luôn. Bây giờ là bên đó là sao cũng được, còn bên đây sao? Yêu cầu mong muốn một cái người yêu, một người chồng tương lai của mình như thế nào? Về tính cách hả anh? Về một mẫu hình lý tưởng nào đó mà em suy nghĩ. Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc em thích một mẫu người giống như anh. Đó là một người đàn ông của gia đình, em thích một người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mập rồi đó nha. Nào giống anh ha. Dạ. Vậy là anh sẽ không mập nữa. Bên kia bự hơn anh chút, nghị lực hơn anh. Bây giờ anh giảm ký mà chưa 10 giảm ký được. Mà giảm hoài giảm không giảm được. Giảm hoài không được. Nó chỉ có lên thôi. Tức gì đâu. Càng giảm càng lên. Càng giảm bữa 10 ký bữa nay giảm 3 tháng trời nó lên 12 ký. Thiệt là tức. Người ta siết 3 tháng người ta xả 2 bữa, còn đây siết có 1 bữa mà xả 3 tháng. Tôi nhịn 3 ngày tôi không ăn, tôi húp cháo không. Ngày thứ tư tôi ăn 3 con gà luôn. Đau lòng, thiệt là đau lòng luôn. Nó thôi bây giờ mình dứt khoát mình sẽ nghị lực như anh Trí ha. Chắc phải gặp ảnh riêng rồi. Đúng rồi, phải gặp riêng thôi. Có phương pháp chứ. Bây giờ thì mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến dạ. Người thân sao? Anh Trí đi với ai? Dạ hôm nay thì em có đi với cái bé này là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại dạ. Của tập đoàn Đất Mới. Và có một em kia là em rể của em. Dạ. Là chồng của em gái của em. Dạ. Dạ. À. Và hôm nay thì em có mời được top 1 quyền lực, top 2, top 1 đang coi TV nha, top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Top 1 cái nóc nhà. Dạ. Dạ, dạ video chú, của chú đâu ạ? Cầm video giùm con đi ạ. Dạ. À. Chào chú. Dạ chú chào chương dạ. trình, chào hai MC. Dạ. Dạ. Bây giờ chú có thể chia sẻ chút xíu về có thấy con dâu tương lai của mình. Tương lai thôi. Trước mắt đó thì chú thấy là đẹp được. Đẹp nhưng được. Mà cái chú thấy không quan trọng bằng chí nó thấy. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ bây giờ là chú có chuẩn bị cho con chú bước tới không? Chú thấy là coi như là cái chương trình lớn như vậy mà tổ chức một cái cuộc hẹn hò này thì chú ở góc độ gia đình chú cũng muốn là cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái bước đệm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa. Và trong quá trình tìm hiểu thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy. Bằng chứng là coi như cho tới bây giờ nó chưa có gì hết. Đó, thành ra chú rất mong muốn. Chú rất mong muốn. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Xin cảm ơn như vậy. Dạ em đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Rồi xin chào nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Thì em là bạn đồng nghiệp của chị Sâm. Thì theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok. Về tính cách thì em thấy là ảnh cũng khá là nghị lực và kiên trì. Và em thấy là chị của em sau khi mà trải qua mối tình một năm thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì thì chị sẽ cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đâm hoa kết trái. Được rồi. Thấy ngoại hình cũng đẹp trai ha.
cách đây 6 tháng nhìn lại đều biết. Đó ha. Thôi, vậy được rồi. Dạ. Hai người đã nghe góp ý gia đình rồi, bây giờ mình gặp nhau thôi. Dạ. Mở rào. Chuyện là của Trí nha. Bắt đầu đi em. Làm như nhớ hình ảnh ngày xưa. Cho mình tặng bạn có bao bông. Dạ, em cảm ơn anh. À, đây chị cầm giùm cho. Dạ. Em để nó ra đây. Là cái này tặng bạn gái luôn đúng dạ, không? Đúng rồi. Dạ, không đưa cho người ta gì hết. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. À, trong cái cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tốt và tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Nên là em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách và cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp và tích cực trong cuốn sách mang đến cho anh. Rồi, để sách đi Trí. Rồi, Trí quay mặt qua nói chuyện với Sâm đi. Hai người 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Thì bây giờ thì thật sự ra là chỉ có nhìn thôi. Dạ. Tất cả những cái điều kiện trong tình yêu nó không còn ý nghĩa gì cả. Yeah. Nhìn thôi để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội để có thể là kiên trì lại từ đầu. Yeah. Vượt khó lần ba. Nếu mà nói về thì em muốn hỏi anh là nếu mà tính cách của anh á thì anh có thể mô tả một chút xíu về tính cách của anh cho em hiểu được không ạ? Tính cách của anh thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Yeah. Anh sợ chờ đợi. Và cái bản chất công việc của anh là nhanh gọn lẹ nữa. Và anh đã 20 năm làm việc như vậy rồi, liên tục rồi. Yeah. Thì anh nếu mà được mong muốn thì anh muốn em là nhanh nhanh chút, đừng để anh chờ lâu quá. Nhanh là khoảng bao lâu ạ? Thì tùy theo cái cảm xúc của mình thôi em à. Yeah. Muốn nhanh, muốn chậm cũng không được, và muốn nhanh cũng không xong đâu. Yeah. Dạ. Tôi xin thông báo trong bạn mối hẹn hò có rất nhiều cặp đôi sau một tuần bấm nút. Ủa? Họ đã đăng ký kết hôn là nhanh nhất có thể đó, nhanh nhất có thể. Vậy còn... cho em hỏi là cái công việc của anh đó, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ, hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Thì hàng của mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng các lái, và khách hàng là những công ty, và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Thì trước 5 giờ là mình phải giao hàng xong. Dạ. Và mình đánh xe về để mình nghỉ. Dạ. Tại vì thực sự là em lúc đầu là em cũng nói là cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết, không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tại vì nếu mà làm chồng tương lai của em mà làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Tại vì em thật sự là người kiểu như cũng tính hay lo á. Nên là nếu mà nhiều khi anh đi trên đường nhiều thì em cũng lo lắng nhiều. Lo cái gì? Nói chung là em hay tính, em hay lo lắm. Em ghen hay là lo? Không, em không hề ghen, vấn đề về ghen. Tại vì em nghĩ là nếu mà người ta không chung thủy thì ở bất cứ trường hợp nào người ta cũng không chung thủy. Nhưng mà về vấn đề giống như là về di chuyển nhiều trên đường thì nó cũng có nhiều vấn đề. Đúng rồi. Em rất là lo lắng về vấn đề đó. Lo gì đó thôi đúng không? Dạ, đúng. Chuyện ghen thì anh nghĩ đây không cần ghen nữa rồi đó. Dạ. Anh biết chắc đây là con người nghị lực rồi. Dạ. Anh đã nói đến mức như thế thì anh nghĩ không cần ghen. Lo là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ Bình Dương hả? Dạ đúng. Lái dạ. Các lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái tay dạ. Cái lái tới lấy lưu xe gì? Xe tải anh. À trời, xe tải. Dạ. Xe đầu kéo hay là xe tải nhỏ? Xe tải nặng anh. Tay bự đó đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng lái là gì? FC đó. Đó. Là xe tải đó thì cũng phải chạy nhanh lắm. Dạ. Không phải xe cái đầu kéo này kia. Dạ, em nói chung em chỉ lo lắng về cái vấn đề đó thôi. Lo vấn đề đó. Dạ. Nhưng mà trong bây giờ thành phố mình chạy chậm lắm em. Dạ. Kẹt xe không à. Không có chạy nhanh được đâu, chạy nhanh cũng khó lắm. Dạ. Từ khi nào đi tỉnh thôi. Dạ. Ánh sáng ảnh giao, chiều ảnh về. Anh ghé nhà em chở em lên Bình Dương, xong cái sáng mà anh chở em xuống về nhà, cái anh chở xuống tra giao hàng, anh giao hàng cái anh giao em luôn. Đó. Giao đi đâu? Anh giao nhà gái tôi đi đâu? Giao đâu ai biết? Tôi nói vậy thôi còn tùy một tí giao đâu giao chứ. Tôi rồi, gì? Tự nhiên tính đi giao con gái nhà người ta. Giao
chơi thì được. Đi chơi xong rồi về giao cho ba mẹ. Ờ à, vậy thì được. Chứ giao cho ai? Lẽ giao bán qua bên kia. Thầu lao. Có nhiều người bắt cóc giao bên kia cho một người ta giao về nhà ta chở đi chơi, tức là chở hàng, sẵn ké người ngồi trên đó. Không, vừa chở người yêu vừa chở hàng luôn. Xong rồi cái giao về cho gia đình luôn. Hợp lý em ha. Hợp lý. Còn nếu em thích em sợ anh, em leo lên xe em ngồi nghe cabin luôn. Cứ ảnh giao hàng, em kiểm hàng. Được không? Được quá. Dạ. Theo anh là vậy đó. Dạ chắc cũng để suy nghĩ. Suy nghĩ đi em. Suy nghĩ. Hai người tiếp tục đi. Lâu lâu anh có muốn hỏi gì về em không? Thì đa phần những câu hỏi của anh thì nó thuộc phạm trù cảm nhận. Thì nó không phải là câu trả lời có hoặc không. Dạ. Thì anh cần thời gian cảm nhận. Dạ, sở thích của anh là cái gì ạ? Sở thích của anh thì chắc có lẽ là ăn kiêng. Ừ. Và ăn uống heo thì. Đúng rồi. Tập thể dục. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nó đã duy trì hơn 4 năm rồi. Dạ. Nó quen rồi ha. Dạ, dạ đúng rồi. Nó quen. Giờ bỏ tập không được đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì là anh phải ăn theo chế độ riêng của dạ, anh. Đúng, hả? Đúng, dạ đúng. Rồi lỡ như cưới em về rồi là ăn theo chế độ của anh luôn. À, tại vì chắc em thằng con tép luôn. Ai làm vậy? Mà anh không ăn chế độ riêng. Cái này có. Một tháng anh có thể ăn cùng với em khoảng 5 lần. Ổn mà. Anh xả mà cái anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh nấu đồ ăn của anh. Dạ. Bây giờ nè, tôi xả hết một tháng ăn chung em luôn. Em ăn gì ông ăn đó. Em muốn 170kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em với anh cùng ăn kiêng giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Thôi em ơi, em cái này là, cái này là chị can nha. Đây là thôi bây giờ đồ ăn của ai nấy ăn đi. Ừ. Chứ em đừng có để cho anh bây giờ mà ảnh mà xả ra một cái là ảnh trở về liền luôn á, tội nghiệp ảnh. Là anh ngồi đâu ngồi tại chỗ. À, đúng rồi. Lúc dạ, đó đúng rồi. Em bỏ anh cho. Ờ, lúc đó là bỏ người ta đi nữa. Dạ dạ, em đồng ý, em đồng ý. Nói chung là dọn lên ăn chung. Dạ. Nhưng đúng mà rồi. Đồ ăn người đó ăn. Đúng 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 đúng, dạ. Đúng, gấp, đúng dạ đúng rồi. Gấp qua gấp lại được, nhưng em gấp của ông được, nhưng ông đừng gấp của dạ, em. Đúng, dạ. Dạ đúng. Nhưng mà thật sự dạ. Ra em ăn theo cái cách nấu nướng của bên này cũng rất là tốt cho cơ thể. Dạ. Đúng. Tại vì hiện tại em cũng, dạ em cũng ăn theo chế độ. Nói chung là bên em cũng ăn uống theo dạng kiểu healthy chứ em cũng không ăn quá nhiều. Đúng rồi. Dạ, ăn cũng ăn ít. Anh giờ chắc phải chuyển qua ăn khác, quá ăn cháo quá. Giờ chắc sẽ bắt đầu từ đây ăn cháo quá. Mấy đứa ơi, giờ chú đòi ăn cháo không kìa. Cháo cho nó ốm chứ. Mập quá à. Thôi thì hai cũng, người tiếp đi. Thì cũng hy vọng thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian. Thì cũng chưa đúng. Có hiểu hết về nhau. Thì nếu mà vậy thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu đúng. Nếu mà thật sự nếu mà hợp á thì tiến tới thì rất là tốt, còn nếu mà không được thì mình vẫn em vẫn muốn làm là bạn bè. Thì anh có đồng ý như vậy không? Nếu mà thực sự là nếu mà em và anh tìm hiểu mà không thực sự là không hợp á thì mình vẫn có thể là bạn bè được, vẫn chia sẻ được mà. Không. Không, cái này anh xin nói thẳng luôn. Quan điểm tình yêu của anh một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi. Thì nhà ai nấy ở thôi. Đơn giản. Dạ em tôn trọng những quan điểm là vậy đúng dạ, không? Dạ em quan điểm. Rồi, bây giờ mình nói rõ hơn. Bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau. Dạ. Thì ở đâu? Thì em ở Bình Dương mà ở với ai? Bình Dương thì hiện tại bây giờ thì em chưa có nhà đâu. Nhưng ở mà em thành phố Hồ Chí Minh có nhà không? Ở nhà thì ở nhà của Daddy đây. Còn em thì em sẽ thuê một cái chỗ nhà trọ để gần cái xe của em. Ừ. Để em đi làm nó về, nó khỏi về. Bây giờ ba ở với ai? Ba thì ở với mẹ. Hết rồi đúng không? Dạ, và còn em gái nữa. Em gái nữa? Dạ. Rồi em gái cũng sẽ đi lấy chồng thôi. Dạ đúng rồi. Đây, chồng nó luôn đây. Dạ. Rồi trong nhà có hai anh em thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, có hai anh em. Dạ. À, ba mẹ với em với dạ, hai đúng rồi. Hai dạ, chồng dạ, đó thôi. Thì thật ra là em có ở, nếu mà kẹt quá về nhà ở được không? Ok mà. Ok không? Em nhà tất cả đều hoan nghênh cái chuyện đó. Nhưng mà đôi khi em không thích cũng được. Thì anh cũng có thể là ở đâu thì cho nó thuận lợi công việc, và nếu cần thiết thì mua nhà thì cũng có thể là bình thường. Dạ. Được không? Được, em đảm bảo được. Đảm bảo. Em tự tin. Dạ. Mua nhà được là được rồi. Mua nhà được là được. Dạ. Vậy thì
Thật ra nếu mà hai vợ chồng về ở với bà già cũng được, cũng không sao. Dạ, nếu mà không sao, dạ. Mình có con cái thì nhờ ông bà giữ. Ông bà giữ cũng được. Đỡ lắm đó. Hai chồng ráng ráng mua cái nhà riêng. Dạ. Không ở cho thuê lấy tiền. Dạ. Thí dụ vậy, với cái nghề mà xe tải cao lắm. Lương cao dẫn chương trình luôn. Tôi biết mà, tôi lái xe tôi biết. Bằng FC là dữ lắm á. Thấy không? Thành đừng có lo. Dạ. Lương văn phòng với em hai người cộng lợi khá à. Mua đất đâu thành phố cũng lâu lâu chứ mua đất Bình Dương này kia nhanh à. Thí dụ vậy á. Đó, đó là anh mở ra một cái con đường mà mình có thể cảm nhận được. Dạ. Bây giờ mình khoan nói là mình như thế nào cả. Tất cả hãy mở hết bài lên cho nhau thấy để mình cảm nhận nhanh nhất có thể. Đúng không? Em ở đang ở nhà với ai? Dạ em ở nhà của chị gái em ạ. À chị gái. Dạ chị gái. Rồi. Ở Bình Dương. Ở Bình Dương đúng không? Bình Dương dạ. Bây giờ lấy chồng rồi, theo về chồng cũng được đúng không? Dạ được. Ừ. Mà kẹt lắm mình mua nhà ở Bình Dương ở gần chị gái cũng được đúng không? Dạ. Thế ông chạy về đây ghé nhà gọi dắp ông già. Chạy về kia có bà chị vợ. Dạ. Có vợ nữa. Ở đâu cũng được hết trơn á. Đúng không? Dạ được. Đất Bình Dương giờ thật ra nếu mà hai chồng góp nhau mua cũng đơn giản, không khó đâu. Dạ. Với lương của em ấy. Dạ. Đó. Với Bình Dương bây giờ phát triển mà. Trời, Bình Dương chuẩn bị lên thành phố trực thuộc trung ương. Khá nha. Thậm chí giờ hai chồng làm được mua đại chiếc xe tải của mình luôn đi. Cái xe tải của em hả? Ủa vậy hả? Dạ. Chị mua làm gì nữa? Trời ơi ngon. Tưởng đâu là lái thuê xe tải của mình luôn. Lái ở đâu cũng được. Cũng được. Dạ đúng rồi. Bình Dương khu công nghiệp quá trời. Đúng rồi, thậm chí giờ không cần lái cho ai về chở đi chơi thôi. Bậy nha. Cái này thì cản nha. Mệt. Tốn xăng tốn dầu mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải nó cũng kỳ ha. Ừ. Thôi để rước dâu thôi. Rước dâu cũng hay à. Ờ rước dâu bằng hay xe á. Tải. Tôi làm lơ cho. Yeah yeah yeah. Đó không? Ok. Đấy, một cái tương lai mình mở ra mình hoạch định trước rồi đó. Dạ. Rồi giờ hai bạn tính tới chuyện con cái đúng đi. Đúng rồi. Nhưng mà vụ đó được không? Dạ được. Thử chưa? Em không có thử nhưng em tự tính. Thử lại đó. Chưa? Tại vì bây giờ những cái gì mà người đàn ông làm bình thường được, em làm được.